Hôm nay mình rảnh nè, đi shopping mùa corona, nguyên một cái shop là không có kho, có vài que người thôi. Trời ơi, đồ đạc thì lỉnh kỉnh mà không có khách, đường xá nó cũng vậy luôn, bán đồ rẻ quá trời mà không ai mua, thấy chưa? Giờ bây giờ cũng không có mở phô giống như bữa, mọi bữa nữa, giờ mở một ngày có mấy tiếng mà cũng không có khách vô. Giày dép gì tùm lum hết mà không có người mua. Mùa corona ai cũng phải chung một số phận. Chị coi ở trong coi số mấy. Như em theo em thì nó số 6, số khoảng số 7. Theo như em là nó khoảng số 7. 50% off á, phải không? Thôi, để em hỏi nó cho. Em hỏi nó. Thường thường ở đây có người làm ở đâu rồi ta? Ok, để em hỏi nhỏ này cho. Anh đi coi coi. Excuse me dear. That's okay. I just want to know what size is this one. This one is a 36. 36? So 6. 6? Yeah. Oh, okay. Thank you. Yeah, no problem. Yeah. Chị ơi, size 6. Thì chị lấy cái... Bự lắm. Nó đẹp. How about this one? Nè, cái này. Còn đôi nữa. 30 mấy. Cái đôi nó vậy. 36 là size 6. Con nhỏ đó nó nói 36 là size 6 hả? Ừ. Cái này 38. 38 là size 8. Là size của Lisa. Ừ. Chị muốn thì chị lấy cái đó đi. Cái này hơi chạch ngang. Ừ. 38 của Lisa. 38 là size 8, 36 là size 6 thì 38 là size 8, đúng không? À, nhưng mà tôi mua cái này chỗ tôi, còn Lisa không có. Nó mua màu đen. Thì chị lấy đó đi, chị cầm đó đưa cho nó coi nó có hay không nữa chứ. Giờ em thấy có một chiếc à. Đưa nó khi nó lấy. Vắng ơi là vắng. Vắng ơi là vắng, không ai mua luôn. Trời ơi, chết. Kiểu này là xui. Tất cả ai cũng bị ảnh hưởng, business nào cũng bị ảnh hưởng hết trơn, chứ không riêng gì cái tiệm gì, cái ngành gì, nhà hàng, tiệm nail, tiệm quần áo, tiệm gì cũng vậy hết trơn. Chỉ có tiệm đồ ăn là lên thôi, còn như là ế hết. Ok. Như vậy thôi, mình off.